Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Mai Hải Long, nhà phân phối mic livestream trên toàn quốc cũng như là ở Hàn Quốc, Malaysia và Đài Loan nhé. Thì ngày hôm nay, Studio Mai Hải Long xin gửi đến tất cả các anh chị đang có mặt ở trên toàn quốc một bộ mic hát livestream nhé. Thì trước khi mà đến với buổi giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay thì em sẽ dành tặng mọi người một ca khúc để mọi người có thể nghe rõ hơn về cái âm thanh của cái bộ sơ gạc này nhé. Đây, em đang lấy nhạc trực tiếp bằng một chiếc điện thoại qua Bluetooth như thế này nha mọi người. Không cần phải cắm dây mà rất là tiện lợi luôn ạ. Và dành tặng mọi người một ca khúc Hoa Bằng Lăng nhé. Anh chị nào quan tâm đến dòng mic hát livestream thì mọi người nhớ nán lại trong video của em ha. Nhạc rất là hay luôn, to và rõ đúng không ạ? Nhà bên đang đón dâu, rộn tiếng cười vui. Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến em chỉ mỗi hoa bằng lăng. Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay nàng đang với ai? Em giờ đây nỡ quên mối tình thơ ấu. Thôi đành mang đá đau cho người vui chọn bên kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Vừa rồi thì em đã test thử một ca khúc cho mọi người nghe cái âm thanh của cái bộ sao gạc này đúng không ạ? Thì ngày hôm nay Mai Hải Long Studio xin đem đến cho mọi người một bộ mic hát livestream sao gạc H9 kết hợp với mic BM900 nha. Thì cái con sao gạc H9 kết hợp với mic BM900 này, giá của nó cực kỳ bình dân, nhưng mà chất lượng âm thanh của nó thì không thua kém gì một bộ mic hát livestream đắt tiền đâu nha mọi người. Cái con sao gạc H9 này có rất là nhiều các chức năng khác nhau luôn ạ. Thì nó có thể lấy nhạc bằng Bluetooth rất là tiện lợi, giống như từ đầu video Hoài Trinh đã lấy nhạc để test cho mọi người ha. Còn trên cái con sao gạc này, nó có thể hát bằng phần mềm autotune méo tiếng cho mọi người như thế này luôn nhá. Đó, các anh chị nghe, em đang nói rất là méo tiếng đúng không ạ? Rồi có thể chỉnh âm đá chuyển tiếng như thế này cho mọi người luôn ha. Chuyển từ tiếng này sang tiếng khác cho mọi người luôn. Nó có cả tiếng cười, tiếng vỗ tay như thế này nhá. À, ngoài ra thì nó có thể mọi người có thể tùy chỉnh độ vang trên cái bộ sao gạc này luôn ha. Mọi người có thể giảm nhỏ độ vang đó, hoặc là có thể tăng hết cỡ giùm em ha. Rất là vang, rất là sâu đúng không ạ? Còn cái mic BM900 này nó bắt mic cực kỳ là xa luôn ha, rất là to, trong và rõ luôn. Thì đối với cái dòng mic hát livestream thì bên em tất cả các dòng đều có hết nha mọi người. Từ hàng bình dân cho đến hàng cao cấp. Anh chị nào muốn sở hữu một bộ mic hát livestream mà vừa rẻ lại vừa hay thì mọi người không nên bỏ qua Studio Mai Hải Long nha mọi người. Thì ngay bây giờ em sẽ dành tặng cho mọi người thêm một ca khúc nữa để mọi người có thể cảm về cái âm thanh của cái bộ sao gạc H9 mic BM900 này ha. Đây, em sẽ tặng mọi người thêm một ca khúc nữa nha. Em đang lấy nhạc trực tiếp bằng điện thoại như thế này nha mọi người. Đó, lấy nhạc bằng Bluetooth rất là tiện lợi luôn ha. Ca khúc Ước Nguyện Đầu Xuân nha, dành tặng cho mọi người ha. Một rừng hoa mai nở, một bầy chim én đưa tin, Chúa xuân giáng trần thật xinh. Năm rồi em trắng gầy, năm này em mới tròn trăng. Đón xuân thấy lòng bâng khuâng, vì em biết yêu rồi chăng? Thật lòng em yêu người, một đời nhân nghĩa cứu mang. Ý anh nghĩ đẹp trời ban, hương trầm đêm giao thừa, hoa lộng khoe sáng mọi nơi. Đón nụ xuân hồng đôi môi, tình xuân ngắn ngây trần gian. Tuy năm nay em lớn, nhưng vẫn thấy
đêm xuân khuya em khơi cho đất nước ta mảnh giàu, ước mơ giấc mộng uyên ương có đôi cánh đẹp tình thương. Dù người sáng ngây nghèo đều mừng xuân mắt hương say, ý mong phước lộc tràn tay ôm nắng xuân trong lòng, môi hồng âu yếm nụ hôn đón xuân ước nguyện đêm nay đời ta có nhau ngày mai. Vừa rồi thì em đã test thêm cho mọi người một ca khúc ha, chắc có lẽ là qua hai ca khúc vừa rồi thì mọi người cũng đã nghe rất là rõ về cái âm thanh của cái bộ sâu cạc này rồi đúng không ạ? Thì đối với shop bên em Studio Mai Hải Long đang phân phối cái bộ mic livestream bộ H9 cộng với mic BM900 cộng một giá đỡ mic full đầy đủ phụ kiện cho tất cả các anh chị luôn. Bên em đang phân phối trên toàn quốc với giá là 1.300.000 một bộ em bao ship nha. Anh chị nào thực sự quan tâm đến cái bộ mic livestream này, mọi người có thể liên hệ trực tiếp với shop em qua số điện thoại Zalo 0944355855, hoặc là mọi người có thể inbox trực tiếp đến trang cá nhân hoặc là fanpage của shop nha mọi người. Hàng ngày bên em đều hát livestream trên cửa hàng ạ, sáng và tối để kết nối trực tiếp với khách hàng nha. Lúc nào cũng hỗ trợ các anh chị 24/24 ha. Các anh chị đến với Studio Mai Hải Long luôn luôn hài lòng và an tâm tuyệt đối nha. Thì một lần nữa thay mặt cho Studio Mai Hải Long mến chúc tất cả các anh chị luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Và nếu có ý định mua mic hát livestream, mọi người nhớ ủng hộ shop em nha. Chào mọi người.